Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ghé vô thăm một cái vườn lan này. Qua chừng là hoa lan. Mà các bạn nhìn này, những cái cánh hoa lan á, nó hay hay à. Nó bé bé mà nó mỏng manh. Loại hoa lan này nó cũng nhiều màu sắc lắm này các bạn này. Các bạn thấy những cái cánh hoa nó gầy gầy mà nó hơi xoăn xoăn lên nè các bạn. Nhiều khi mình thấy nó có vẻ giống giống như là hai cái tai của con thỏ nữa. Và khi mà mình vô thăm cái vườn lan này và mình hỏi thăm chủ vườn, thì chủ vườn cho biết cái loại hoa này nó có tên là lan dendro nắng các bạn ha. Thế này các bạn thấy không, những cái cánh hoa nó bé bé mà nó xoăn xoăn xoăn, nó nhìn nó hay không các bạn này. Một loại hoa này nó cũng nhiều màu mà cái màu nó hơi na ná nhau á, nhiều các bạn ha. Từ hồi nào giờ là mình cũng nhìn thấy nhiều loại lan, nhưng mà cái loại lan này á mình ít bắt gặp. Bữa nay là tình cờ mình bước qua đây là nguyên một cái vườn lan toàn là lan này không này các bạn này. Đây các bạn thấy này, thì cái hoa nó rất là đẹp này, nó xoắn 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 mà nó rung rinh nhìn rất đẹp này các bạn này.